Hello, xin chào mọi người. Có bạn hỏi mình là làm môi sau bao nhiêu lâu thì sẽ bong. Thì hiện giờ DK đang sử dụng công nghệ mới nhất là cái công nghệ phun môi vi chạm. Và cái công nghệ này thì cái tay nghề của người chuyên gia sẽ rất là quan trọng. Sẽ xử lý làm sao mà đi kim rất là nhẹ, rất là nông trên bề mặt da của khách hàng thôi. Và xử lý khéo léo làm sao mà cái lớp vẩy của chúng ta bong ra nó sẽ rất là nhẹ, nhẹ, mỏng. Và trong quá trình làm thì hạn chế tối đa cái việc sưng nề, gần như là nó chỉ là một chút mọng tê thôi, không bị sưng đau như những công nghệ cũ. Sau khi làm xong thì các bạn có thể ăn uống được bình thường, không cần phải kiêng thêm gì cả. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy là cái ngày đầu tiên ý, thì mực sẽ hơi khô và hơi đậm lại một chút như là mình đánh son thôi. Còn đến ngày thứ 2 và ngày thứ 3 là môi bắt đầu đã có hiện tượng bong rồi. Và đến cái ngày thông thường là khách hàng khoảng ngày thứ 3 ấy, thì cái lớp vẩy nó sẽ chóc lên. Và mình có thể ủ kích bong mà lấy cái bông tẩy trang ấy, mình thấm nước ấm lên môi và nó sẽ tự bong cái lớp vẩy này ra. Hoặc nếu các chị em nào mà không ủ kích bong thì các chị em có thể để bong tự nhiên trong khoảng một ngày. Thì thông thường môi thì mất khoảng 3 đến 4 hôm đã bong hết rồi. Và trong cái trường hợp là những cái da môi nào ấy mà bình thường thì môi bong ra nó sẽ có cái màu tự nhiên. Sau đó nó sẽ đẩy dần lên trong khoảng tầm vài tuần cho đến 2 tháng là sẽ ổn định màu đẹp. Còn những cái môi nào mà khó hơn, những da môi mà thâm hơn hoặc cơ địa da mỏng, cơ địa dễ bị bầm hoặc là cơ địa khó thì có thể môi sẽ chưa lên màu ngay lập tức và nó sẽ cần khoảng thời gian vài tuần để chúng ta chăm sóc dưỡng môi thì môi sẽ để màu dần lên nhé. Những cái trường hợp nào môi quá thâm, thâm nặng, thâm đen hoặc là thâm tối hoặc là những cái môi nào quá lệch màu thì có thể chúng ta sẽ lần một chúng ta sẽ tập trung vào khử thâm để vào màu nhẹ, còn lần hai thì chúng ta sẽ đưa màu vào để cho nó tươi sáng và nó đạt được hiệu quả cao nhất nhé. Nhưng mà thông thường ở DK khoảng tầm 60 đến 80% khách hàng đã lần một là đã rất là đẹp rồi. Những trường hợp rất khó thì mới phải xử lý trong lần hai thôi.